cũng được á. Tôi nói thẳng cái người đó đó có nằm dưới sàn ổng không mà biết ổng uống thuốc một đêm ổng mòn ảnh sáng đêm. Tôi nói thẳng với cái người đó mạnh như vậy đó, cái người mà nói ổng là heo nập á, tôi nói đến chính là cái người đó đó. Đó là những cái gì mà tụi con muốn xuống đây để mà nghe. Mà không như gì, chế nói như vậy đó. Thì tôi gì muốn có đưa lên thì được. Chế nói thẳng cái người đó có nằm dưới sàn không mà đi nói ổng là ổng là con heo nọc. Cộng đồng mạng người ta bình luận, ta cũng biết chứ có gì. Không bình ẩn đợi gì mà tới ra nói gì vậy. Nếu mà nằm ở dưới sàn mới biết ổng chơi đi mấy cái rồi ổng là heo nọc như thế nào. Ổng quá đáng, ý con người là quá đáng. Tôi đứng ơ đỡ, mình ơ đỡ đi một hôm cũng như con cái thì xanh quanh đẹp. Không đi một hôm đâu trực tiếp. Thành ra ba ổng muốn kiếm một người bà bầu bạn mà đi một hôm đó, rồi thành ra mới lên trên chú Phúc chảnh á ấy, và như gì hai lúc đầu á thì đây ai cũng chấp nhận hết. Còn cái gì sau này nè, bà nói là con cái bỏ bê là người sau này là không ai chấp nhận, thành ra con cái không ai lợi. Không ai lợi thôi đó. Bà sao mới lợi con dân gì á, mày gác đứng chúng ta cũng như vậy. Còn cái gì ở cả năm bà tôi muốn không, không sao tới chảnh á, bà muốn không nói cái nào phải cho thực tế mới có loại dây lát nào mà bà đi, bà chưa chân bà biết cái hoàn cảnh của ta con cái là coi như thế nào. Có xác thực chưa? Nói lại hai phía đính chứng cho nó kỹ cái chưa chân. Tung lên mạng, cái dựng tung lên mạng. Tôi nói thẳng á là cái cậu mà làm cái clip sao đấy, tôi nói thẳng là muốn á đi tới đâu tôi đi tới đó đó. Ha, nó được cái kênh nó được bao nhiêu thành làm tôi thấy là tại đàn bà sai không đó, tại đàn bà thì thấy đàn ông người ta mà đi lên ta nói là cái tiền cái là đi lên mộ dành tùm lum, tôi thấy vậy là không được tại đàn bà không đó, chứ đàn ông thì thôi ông già ông gặp bậy bỏ ông đi sao tại mình đi dành. Cô có muốn thấy... Cô có điều gì chia sẻ với những người phụ nữ đó không cô? Tôi không có chia sẻ mà tất cả mấy mẹ đàn bà, mấy mẹ đàn bà và đi lên đăng ký đó là mấy bà đó là có cái tại lỗi mấy bà đó không đó. Chứ ông đó là ông khùng mà tôi cãi bỏ ông đi. Còn mình tại đàn bà vậy còn đi lên nói mắc cỡ lên. Tôi thấy mấy bà đó là mình mắc cỡ tính đi lên là kiếm tiền ổng á là ăn mà kiếm không được rồi mà nói tới nó lùi quậy được bà trời. Nhưng mà vậy không có nên là nói chung là trong cái lỗi này là do mấy người phụ nữ là coi như ồ ạt tranh nhau coi như cụ ông 70. Tôi thấy đàn bà gì mà thấy nghe nói người ta vậy cái lần gần đi lên đăng ký rằng bằng ông chọn không kỳ á, người ta cái triệu đàn bà người ta đâu có vậy mà có những người ra lên đó là tình tầm bậy không đó. Tôi thấy là những người đó là tầm bậy không đó, tính ăn của người ta gì nằm không hay sao mà đi nghe người ta có tiền chứ tính thì lại hốt là sao, rồi hốt không được rồi đi nói tầm bậy tầm bạ tầm thấy ghê. Nói chung là giờ nói tôi nói là phê bình mấy cái người đàn bà đó đó là cái tội là dữ lắm à. Đàn ông thì ta ổng thì kỳ là ổng già rồi mà ổng chứng vậy thì mình bỏ ổng ra đi, mình kể ổng khùng đi, mình đừng có con này mình bu là mình cái tội mình bu là tội mình đó, mấy vợ hết xài rồi đó nên dục luôn á, vậy mà ổng mắc cỡ lên hình. Giờ là coi như làm cho ông sinh ra cái ảo tưởng. Tôi thấy vậy tôi giận quá, tôi tức quá, tôi nói tính nói hôm nay nói cho mấy chú nó cãi lại là mấy mẹ đàn bà đó là mấy bà đó là chứ tại sao cả triệu đàn bà thiếu gì trên đời này mà ta cũng không chồng nào mà ta đâu có làm vậy, còn mấy bà đó làm gì mà nông ruột không ra đi đưa cái mặt lên mà đi tiễn chồng thấy ghê vậy, là còn mà ổng nó già gần chết rồi, ổng là theo người ta tới chết rồi nữa, ổng còn sống mà mừng rồi đó mà ổng đi tầm bậy rồi ổng khùng tới rồi mà mấy bà này đi tại cái tội bà là nè tội mấy bà đó đó, bà mấy bà đó lên thì xấu hổ lắm á, nói cho mấy bà xấu hổ cho bà. Theo như cô bà, là mấy bà là gây ra cái tội gì?
cái tội gì mà không không là con cái nó mắc cỡ không biết là sao này. Hôm nay tôi cũng nghe ta nói gì vậy mà còn người đăng ký chứ, trời ơi thấy ghê quá. Đang còn người đăng ký, đang còn người tranh nhau. Tranh nhau đăng ký kỳ quá vậy. Người đó không biết là cái gì đó, xấu hổ quá. Người ta nghèo, người ta cũng mắm muối người ta kiếm đồ ăn cho ai mà tính nghĩ. Thấy người ta có tiền mà ông có tiền bao nhiêu. Mà ông không vậy mà mấy bà ổng cái ghê, mặt mày ổng thấy ớn nữa mà. Mà mấy bà đăng ký, tiền rồi là mấy bà đã xài hết. Là toàn bộ là mấy bà là hết xài. Ổng số 1 mà mấy bà đó số 10 đó. Theo tôi thấy vậy đó chú chị. Giờ coi như mấy cô mấy chị nữa là trốn rồi. Dạ. Thôi tôi nói cho rồi mấy ông cộng đồng biết như vậy rồi nói xấu cho mấy bà đó đi. Mấy bà đó tìm chồng vậy sẵn đó rồi. Ta muốn chồng tìm thì ta tự làm tin. Ví dụ mấy ông kết nối rồi ta điện thoại chừng nào thấy được rồi thì tính sao, còn khi không thì tự nhiên ào ạt làm lần là rốt cuộc thì không được gì hết trơn. Người ta theo dõi rằng ta biết cái người đó được hay không chứ thiếu gì. Người ở xứ tôi nè, ngày người ông chồng nè mà người ta không có ai vậy đó. Xứ tôi là xứ Long An. Dạ. Ta đâu có ai làm ăn kỳ cục vậy. Là tôi nói là cái tội lỗi đàn bà. Cái ông đàn ông ổng thì thôi mình cãi ổng rồi bỏ đi. Ổng là cãi như bỏ mà ổng có một và mấy bà này tới 100 nè. 100 rồi đi tiễn ổng nè. Ngồi xếp hàng nè. Là cái tội ai xấu, cái tội đàn bà xấu đó. Là theo chú thấy sao, chú thấy. Thì cô chia sẻ thì cũng đúng, nhưng mà nhiều khi cái phát ngôn của ông cũng gây bức xúc á, nên là mọi người cũng đang cái như bức xúc về cái phát ngôn của ông là cái như coi thường những người phụ nữ. Dạ. Dạ. Còn những người phụ nữ mà có như lên đó để mà tranh giành ông cụ á, thì có như cũng đánh mất cái phẩm chất của người phụ nữ đấy. Đàn bà gì mà kỳ, con bà hết giá trị rồi, quá rồi, bỏ thùng rác không lộn rồi đó. Không biết là những người đó là coi như đòi hỏi về bên ham muốn thể xác hay là ham muốn tiền của, thì nói chung là giờ cũng khó có thể giải thích. Mà cái nào cũng xấu hết á, tại vì chú thấy không, già cái đó mà ham cái gì một cái rồi ham tiền người ta nữa. Người ta ông nói nhiều đó bao nhiêu đó là đủ à, mà sao mấy bà đó ham tiền, mấy bà đó giàu, mấy bà nói mấy bà dẹo đi mà cũng không nên dẹo người ta là thành mình cái mặt mình xấu trước rồi đi. Mình nói lên này là mình xấu nè, rồi thành ra mà vừa ham tiền mà vừa ham tầm bậy là hai cái nào cũng xấu hết trơn. Thì mấy người đó thành bỏ thùng rác xong lụm á. Nhiều khi các cụ đến cái tuổi hồi xuân thấy ông cụ nói là như vơ vét cả đêm nữa, thì các cụ bà hồi xuân chắc cũng khoái, nên là các cụ bà háo hức để mà xếp hàng. Trời ơi thế gì qua, người ta còn nhỏ như chú nói là hôm nay tôi nghe nói là từ 50 tuổi trở lại thì người ta còn sống lâu thời gian dài, thì người ta có nhiều khi ta có con, ta muốn có cháu con là ta phải lựa người nhỏ, đặng có con đặng hậu thân. Ta lựa người nhỏ chứ ai mà lựa người già, người già làm cái gì. Nhưng mà cụ là có những cái tuyệt chiêu riêng của cụ, nên là các bà kiểu là cái như nghe nói đến cái tuyệt chiêu thì cũng muốn khám phá cái vùng đất mới. Thế về quá tôi mê cái gì rồi là, vậy tôi nói ra vậy thôi chú, tại tôi tức quá tôi ghét tôi nói đó. Vâng, thì nói tôi chung là nói chung là mỗi người thì có mỗi cái đam mê riêng. Nhiều khi coi như các cụ bà đam mê khai thác cái vùng đất mới, rồi coi như cho nó có một cái không khí khác thường. Thì cũng, dạ, là ông nông dân á. cũng nghe nói là coi như cụ ông là coi như
Mình mê suốt đêm nên nhiều khi các bà cũng thử xem là có như cái vùng đất của các bà nó lâu ngày không khai thác. Chú nói gì thì hôm nay người ta trên đài người ta nói sợ biết bao nhiêu sáu mà sao mà tôi thấy cũng còn người đăng ký nữa nè. Dạ thì mỗi người có mỗi cái sở thích quái đản khác nhau mà. Giờ à, trời gì đó. Giờ người ta muốn làm ăn ta có giờ bé chứ làm bà mà ai mà làm ăn mà già rồi nữa mà quá trời. Đàn ông ta có giờ bé ta còn lại chế. Dạ. Chứ hôm nay là một vậy hết trơn. Giờ giờ các cụ bà là muốn coi như ông ngoại khai thác cái vùng đất của mấy cụ nên là mấy cụ xung phong để đăng ký. Chú nói thầy mấy bà nói vậy, chú nói thầy là vậy thì mình nghe vậy nhưng mà không được, bằng bà làm vậy xấu lắm á. Thầy nói ra chứ giờ mấy cái bà đó ra đường á cái mặt kìa không biết để đâu à, đây dục thùng rác không định lượm nó ghê quá. Không, giờ, giờ mấy bà nó đâu có cần là đưa mặt, nói chung là đưa mặt lên là mấy gì nữa. Giờ cái con cháu đó là người ta nói đó là cháu đi học rồi bạn bè nó nói cháu bà ngoại này vậy, bà nội này vậy, rồi này kia rồi xấu hổ quá. Giờ xấu hổ đã vậy mà còn bây giờ còn tiếp tục đưa lên nữa chứ. Vậy, thì tại tôi nói tôi ghét, tôi nói vậy chứ tí rồi thôi. Vậy dạ. Thôi em. Rồi, ok cô á. Rồi, sao mà cái đàn bà giờ hư quá vậy? Mà già cái bay nít mà mình dạy nó. Con này người già, bà nội bà cố rồi. Già, bà cố rồi mà làm vậy. Già, già nhưng mà lại có cái sở thích quái đản của người già vậy. Cảm ơn nha. Dạ. Trời đất, ông nó già mà. Cái hàng dạ, dạ cô. Cái hạng của ông già 77 đó, ổng tuổi đó mà ổng con người ổng là cộng đồng mạng á, là nói cỡ đó mà con ổng á không có biết cái gì, cha còn chưa nên thân, con á có cái gì mà để lên phê bình cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng ta nói cho ổng chừa, ổng phải làm gương mẫu cho một cái con người mà đi lên nói là cộng đồng mạng chửi quá rồi phê phán gì. Ổng già rồi, ổng ăn cơm của ổng, ổng sống làm sao rồi kệ ổng, trời đất. Làm người mà sống cả nước, mà các nước đó, ai người ta cũng chửi rủa gì làm người để làm gì. Dạ. Ông ơi, cô nói vậy rồi cháu nghe có được không? Dạ, đúng rồi cô. Cháu xung kích cho cô gửi lời với tới cái gia đình của ông già đó, nó nói cô Nga ở Kiên Giang, cô Nga nói á ổng còn chưa có cái đạo đức làm người nữa, con ổng là con của ổng thì cái máu của ổng nó còn ngu hơn ổng nữa, thì thành ra nó không có là ra cái hệ thống gì hết trơn. Mà trời ơi, hâm the người ta. Đáng lẽ người ta nói phê bình ông già vậy đó. Nếu một con người mà biết nghe thì khuyên ừ cha ơi, giờ á cha lớn tuổi rồi, cha mà còn cứng cỏi vậy đó là cũng trời Phật độ cho cha rồi. Thôi cha ăn no ngủ khỏe đi, đừng có làm chứ. À, từ già tới trẻ người ta cười, tội nghiệp con cháu là mới đúng chứ có đâu mà. Mà cô thấy sao mà coi như bảo là coi như giờ ông nó có 2 tỷ tiền ngân hàng. Làm một cái con người mà không ra con người giàu có 100 tỷ đi nữa cô không có mua được cái danh dự của con người đâu. Cô nói thiệt. Dạ. Chứ đừng có nói trời ơi có tiền muốn làm gì ra, muốn có tiền muốn làm con heo con chó gì cũng được sao cháu. Ông có hỏi cháu thiệt á. Dạ. Quá trời ơi vậy mà thân nhân dòng họ gì đâu mà ngu tàn mà tất con cũng vậy. Không biết đem ông già về mà xiềng xích lại đi mà
cộng đồng mạng người ta nói như vậy mà còn lên chửi mắng người ta. Ổng đánh cha đánh mẹ rồi mà mấy ông chửi là con dê, con chó, con này, con kia. Chả không biết nhục mà còn lên nó mà giống họng nữa. Theo như cô mà ví dụ như là mà người ta chửi như vậy thì có như có được không? Trời ơi, nếu mà cô mà như ông già đó mà người ta chửi đó thì đó người ta còn quan tâm tới con đó. Là theo ý cô là ví dụ như là người ta chửi để cho mà rút cái kinh nghiệm hay là như thế nào? Đúng rồi, nếu người ta còn chửi để cho ông rút cái kinh nghiệm của ổng, để ổng quay đầu trở lại, ông dạy con, dạy cháu ổng là đúng. Không, cô nói thiệt. Còn nếu mà cứ đã làm sai mà cứ gia đình cứ buồn sai hoài, rồi giờ không ai nói nữa, thì đời ổng không còn ai phê bình nữa đó. Kiểu đấy, khi mà coi như người ta chán, người ta không thèm phê bình nữa là coi như... muốn làm gì thì làm đúng không? Muốn làm gì làm. Vậy là người ta chửi ông vậy là coi như để coi như đó là đang thương ông hả? Không, người ta chửi ông, một đứa mới bốn mấy tuổi mà chửi ông như vậy đó, gia đình ông, con ông rút kinh nghiệm là được rồi đó. Thôi, cô thấy cô ghét mà cô trả lời giùm mấy thằng đó vậy thôi chứ cũng không có ăn chung gì tới mình nha. Dạ. Nói vậy đó. Dạ. Cô rồi nói nhiêu đó thôi. Dạ, vâng cô.